Cùng thời gian này, huyện Tam Nông và huyện Thanh Sơn đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm tri ân công đức các vô hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước giữ nước tại Điện Kính Thiên thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Thành tâm dân hương hoa lễ vật, huyện Tam Nông kính cáo với các vua hùng và các bậc tiền nhân những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Trong năm 2021, huyện đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong năm, tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt trên 2.500 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt trên 170% so với dự đoán. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,46%, 100% các xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, hai khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng cao